sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu vàng có tên của MC Dan Orlov Sky nhì này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Trước khi bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau như thế này nhé. Ở đây thì mình có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than. Tiếp theo mình có màu đen, màu xanh lá, màu trắng này, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng, cuối cùng là màu xanh nước biển này nhé. Về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ này, hình mặt cười. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình đầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác, cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Hình hộp thứ hai thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái chữ cái như thế này nhé. Ở đây thì mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ G, chữ E này. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A này. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này. Mình đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ V này. Còn các cái hàng và các ô còn lại mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim này. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng.
Rồi bây giờ mình sẽ sâu cái sợi dây chun này vào cái kim này nhá. Các bạn sẽ sâu cho mình vào cái kim này nhé. Mình có thể lấy cái kim rộng ra để sâu vào dễ hơn nhé. Đó, mình đã sâu được cái sợi dây này vào rồi. Sau khi sâu xong thì các bạn sẽ để thừa ra một đoạn dây như thế này cho mình để sâu các cái hạt vào nó không bị tuột ra nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này, nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé.